Ôi giời, hết đạn rồi. Trời ơi, hết đạn rồi mới đau chứ. Mày tiết kiệm cơ số đạn, bắn từng viên thôi. Mấy bắn từng viên đừng có bắn la van. Đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi. Rồi, hết đạn rồi. Chỉ huy, chỉ huy, chỉ huy cho em mượn cái lựu đạn. Mày thò tay xuống mày móc đi. Trời ơi, không phải trái lựu đạn của chỉ huy, trái lựu đạn kìa. Anh Thanh, cái lựu đạn nổ ghê thiệt. Bây giờ xuống hết đạn. Đồ chơi cũng không còn giá lá cà sao đây anh. Hồi chiều anh xức cái thuốc độc vô răng em á. Nó độc không? Nó độc thực sự không? Làm sao mà không độc mày? Nó độc lắm không? Ý là cắn vô thì cái đối thủ